Trời ơi, Su giỏi quá. Bé Su mới là xuống tới dưới đó rồi hả bé Su? Su giỏi thiệt luôn. À, xin chào cô chú anh chị, các bạn đã xem kênh của Cô Giảng nha. Con chào cả nhà nha. Cái này mà ba cô khỏi lỗi ha Su. 8 giờ sáng rồi. Con này nổi mình không? Con này nổi mà. Cũng canh con nước lại rồi cô chú anh chị. Bữa nay thử nước lại à. Cái sáng cũng bắt đầu nó sát nó lòi bãi lên nè. À. Cũng mới vừa cạn luôn. Thì hôm nay Thành cũng xin mời cô chú anh chị cùng đồng hành với mấy chị em, với mẹ sẽ ra khơi. Ôi thấy cũng nhẹ nhàng quá nè. Wow, đẩy hơn là vỏ, vỏ cái chạy nghe. Cạn vậy đó. Đi không kịp luôn á. Ờ, rồi nha. Ôi ơi, mẹ lại cũng đi dữ lắm nè chứ vợ. Đi ngay con gạch nè. Dạ. Wow, có cái lú được kìa Út Thành ơi, đẩy cũng hơi nhẹ hả Út Thành? Wow, cũng lý tưởng thiệt chứ. Quá trời nước chảy xiết. Wow, cá bóng sao nha. Câu chuyện trúng cây nha con. Mới ra thấy cá luôn hả Thành? Mình có đem cây dao mèo mình theo không ta? Chặt cái nhánh này bỏ rồi, tiếp nước thành công rồi. Con đầu tiên hả? Ồ, cái gì vậy? Con không kẹt xong mà coi. Ồ. Cái lưới đây nè con. Cá cũng bự quá ha. Cái lưới nè. Quẩy túi lưới theo luôn không? Cột ngang quá hết á. Gẹm hả? Chính gẹm hả không Thành? Gẹm ăn cũng ngon lắm á. Á trời, cái nước này mà không có buộc dây lại là nó chơi con mẹ đi xuống tới cửa biển luôn. Chồng nó rồi nó chạy đi đâu chứ. Cá sao bự quá. Cá sao bự quá trời. Wow, hăng đó hăng thợ lội đó Thành. Hăng đó hăng thợ lội đó. Cái hang gì lạ quá vậy? Hăng thợ lội. Cái ổ mà. Vậy hả? Con nghĩ chắc cái vùng đó phi giống Thành ơi. Vậy sao? Ủa không lẽ không lẽ có khi nó ngon cắn này nó lẻ gì sao ta? Không, nó làm cái vòng như nước lớn nó cho nó nằm á. Ừ. Chứ thường thường cái thòi lòi nó cũng bươi bươi vậy đó. Nguyên ổ mình vô mình thôi ổ luôn. Ê, có cá. Dính rồi. Ở đây có lãi rồi đó. Wow, cá trời biển. Xu ơi, cầm cho anh hai đi Xu. Mấy cái gì không? Cái gì? Đây có hai cầm cho. Là... Wow, bự quá trời vậy đó hả? Cái túi lưới hơn trước rồi con. Để đây bà cô cầm cho. Nãy giờ mình đi xuôi con nước đi xuống dưới cô chú anh chị, nhưng mà thấy hang ít quá cho nên lại giờ mình bơi nước ngược trở lên. Dạ. Cũng nước nhảy mé rồi đó con ơi. Trời ơi đây mà ai mà Thành bẻ lái, cái người ở trước là chỉ móc tới thôi, còn người ở sau là bẻ lái. Đây cây gì ta? Cái nào? Cây chiếc. Quá nè. Ồ im quá. Ồ quá bự luôn rồi. Bỏ vô tôi lấy đi con. Bỏ vô. Ôi trời quá trời nhỏ ngắt luôn. Thấy đây nè, thấy đây nè. Ở dưới này mẹ thấy có hang nè. Dưới bự này không rồi. Thằng Xu nó đụng cá rồi kìa, nó chưa bơi tới bắt rồi. Đụng cá rồi. Đông nè. Đào dài luôn. Tiếp tục đào hang tiếp tục nữa. Xu nó gắn bà chị Âu dữ à. Này giống cái hang thợ lòi bữa hổm quá. Cái hang này dữ dội à. Wow, cá bự quá. Một con cá mà phải hai chú cháu bắt mới được.
đừng có rau quý tộc luôn. Có này đây. Bộ râu nó giống bộ râu dê quá. Thành quả của mình được nhiêu đó hả mẹ? Được nhiêu nè con. Dạ. Được con cá lóc, 2-3 con cá đối. Cá này nãy mò dính cho chú anh chị. Con này là con đẻn không hả? Lạ đẻn quá hả? Con đẻn. Wow. Sập sập. Ôi, 2 con luôn. Con này bự ha. Bỏ vô thằng. Bự luôn, nó vàng ươm luôn. Mình bỏ vô ao lưới đâu mình đem về con. Về như đầy đủ khô khô à. Đây khô khô à, về kiếm làm món gì nữa mẹ. Con cá liềm kềm của thằng Su. Cá liềm kềm. Cá liềm kềm nó bé Su hấp lắm đó. Ừ. Về hôm đó, được nhiêu rồi, cả nửa ký á. Chuẩn bị về mình kiếm cái phương án khác. Về nhắc kiếm hồng thêm gì nữa mà. Tại vì ở trong tủ mẹ còn một con cá đấu. Con cá đấu bự lắm à. Dạ. Tại vì hôm nay mình đi thì cũng thấy giống như cũng có dấu hay mẹ, có dấu người ta đi học trước mình á. Mình đi sau người ta. Dạ đúng, người ta mình đi trước sau, rồi mình đi chậm hơn bước rồi. Rồi tới mình bơi xuống xích xuống dưới thì chụp nước lớn lên. Ổn quá. Thành ra mình thấy cũng không có được trúng không. Tại đi. Ở đây mình kiếm cá thiên nhiên mà được có nhiêu thì mình ăn nhiêu. Dạ. Coi Thành kìa trời. Ôi ôi coi dừa nước kìa cháu. Nhìn qua dừa nước cho con chú anh chị xem kìa. Ôi ôi dừa nước của mình đó cả nhà ơi. Dừa nước này là ở trước cửa vườn mình luôn nè cô chú anh chị. Nhóc hết trơn luôn nè. Cái vườn của mình thì ở phía trên này. Để mẹ đa mẹ chặt cái quầy này thử coi nó dày không nha. Mẹ nè, trước mặt mình hả? Đâu chặt không hả? Ừ, đâu con. Nhiều lắm, thơm thang luôn. Bởi vậy cô chú anh chị nào có mình dừa quê cháu mà có muốn ăn dừa nước là mình sẵn sàng mình đẩy sườn đi đón cho ăn luôn. Dành chiên đầu lên từ từ. Chơi nghe mẹ ơi. Mẹ ơi nhìn cái cây đu đủ này nè mẹ. Nó ngã ra mà cái sức chịu đựng của nó giỏi ghê luôn á. Quá chừng trái luôn. Quá trời cá tép ngon mẹ. Ôi ơi Út Thành dở lú được thêm nhiêu nữa đó hả? Ôi tép rồi kìa. Ôi cái ham gì trời. Cái bạc đất không Út Thành ơi. Cái bạc đất này 140.000 một ký Út Thành. Mắc gì vậy đó hả mẹ? Ừ. Bà đó bà đi bán ngang. Nhập cá này vô nữa là ra cũng bông rồi ha. Ngon quá. Tép mình cá mình đi bắt không ngon bằng tép dở lúa á. Wow, sống được ngày. Trời ơi, ngon quá. Sống được bữa à. Ừ. Này bữa nay mình làm món gì đem đi coi nhỉ. Mẹ ơi, cái này mà kho quẹt xong rồi nấu đúng với rồi. Nước cơm á mẹ ha. Ừ. Ngon lắm ạ. À. Nấu cơm củi. Mấy con cá gì lồng kèm lồng. Gì mẹ đi làm hết không? Lồng kèm đó hồi số nướng đúng không ơi? Liềm kìm với mấy con đẻn của thằng Su kìa, để cho nó nướng đi. Con đẻn nó đem đi nướng có, luôn nè. Có trứng á, cá liềm kìm có trứng nè. Ngon đó, cơn ngon của người ta đó. Hồi Su cho nó kiện. Ồ, quá trời cá ngon rồi. Con đi tắm đi, mấy đứa đi tắm đi, mẹ tắm rồi. Đi tắm. Ừ, mẹ làm cái cho. Bây giờ thì bây giờ chị em với mẹ cũng tắm gà cô chú anh chị. Cá thì mình cũng làm rồi, mẹ cũng làm rồi. Bây giờ mình nhiều quá hả mẹ? Ừ, con múc hủ qua đi ha, mẹ ốp cá nha. Đây thì hủ qua. Ồ, coi cá này cả nhà, nó ngon. Hôm nay mình đi thục thì cũng không có được nhiều, rồi về mình đổ lú một cái nữa. Thành ra hai cái dồn lại quá ngon luôn. Mẹ gọng cá bóng dừa lại nó đốt hành. Dạ. Cá bóng dừa mẹ không bằng hết luôn. Hủ qua bữa nay mình còn ít chả cá mình dồn hả mẹ? Ừ, chả cá nhiêu đó mình nấu canh. Dạ. Một chảo luôn Thành ơi. Nhiều quá có nên kho hết không con? Kho hết dữ lắm à. Ừ kho hết nhiều lắm luôn á. Mà kho nhiều quá thì ăn kho nhiều quá không ngon. Thôi mẹ để mấy con cá đấu lại. Để mấy con cá đấu rồi lại cá bự để lại muối xả. Cái chảo cá kho mình là thập cẩm luôn. Này kêu bằng cá tập tàn hả mẹ? Ừ. Mẹ thích kho cá mà cá tập tàn vậy đó nó mới ngon đó. Có tép nữa. Ừ. Cá người tép cho đường giúp. Thì cá linh. Cá gầm, cá bông sao, cá bông kèo. Bông kèo, ôi, quá trời luôn. Cái màu nước màu nó ngon. Cá bông trứng nữa, cá chục loại luôn. Cá người ta gọi là cá tập tàng mà. Cá đặc sản. Ở phía bên đây thằng nhỏ thì về như đuối rồi của chú anh chị. Nghỉ nằm cho ngủ một xíu rồi. Bé Su thì đang chiến game mày. Làm nết trận game hả bé Su? Mùa này là mùa trồng gãy rồi nè cháu. Dạ. Mùa này trồng gãy tốt dữ lắm. Đây tết nha mẹ. Đây tết tết. Hôm qua này ngon dữ rồi mẹ. Đói bụng nha mẹ. Hôm qua này là nhìn thấy là ít đắng đâu thằng.
kho mình để xíu cho nó thấm. Quá trời nồi cá kho này xui. Hôm nay có nước cơm một cái nữa ha. Chết chứ ve sùng nữa. Cái con chuyện nữa chú ơi. Giúp tay. Chú Bi đã học chưa? Mấy phút nè. Con gà đang cháy đầu đó hả con? Gà làm móng làm neo rồi đây rồi đi học nè. Spa lại cho. Trời ơi, vừa chiến qua luôn cho. Giỏi dữ vậy ta. Canh hay quá vậy đó hả mẹ? Khéo dữ vậy nè. Ừ, Út Thành nó mới cắt hồi sáng á. Út Thành nó lặn gái mới phải, nó khéo lắm. Hôm bữa mình đi đúng dừa của chú anh chị, Thành thấy có cái mô nang này ngon quá. Lụm vô bữa nay mình cắt cái đối xu này là cái gì? Cái đầu xúc hàng hả chú? Cái đầu xúc cho. Cái hàng mà nó cháy luôn, nó cục vàng. Nữa làm cái móc này, móc mình treo ở đây là mẹ treo ngoài đó. Để dành mình xúc cho cô chú anh chị. Nước sôi để cho hủ qua vô luôn. Còn xu chụm lửa cháy dữ ta. Thành phái nè, phải chờ cái đuôi vậy nè, phải chịu. Hủ qua mà có cái đuôi vậy đó ha. Hủ qua đắng đắng vậy ăn mới ngon nữa mẹ. Hủ qua không đắng là ăn không ngon. Không mà kiểu như nó đắng đắng mà nó có hậu hủ qua bữa nay chắc không đắng luôn. À, đúng rồi. Tại khóc xí lưng. Tại này là tí hung dữ nè. Vô chuẩn bị hay đâu đi học đi chạy. Bà chặn. Vô tay chào ông bà cô chú con đi học đi. Con chào ông bà cô chú con đi học. Rồi hẹn để hồi ăn đợi vô tay về ha ăn ha. Lắc đầu. Để thay đồ đi con. Giờ tới 4 giờ bị lâu. Rồi tới công chuyện luôn rồi. Tại nhảo thì mình chắc hơi khôn chút ha con. Khôn chút nè. Xù với Thành nhỏ khoái nước cơm lắm rồi chứ gì. Nước cơm này ấm ấm này làm một ly nha. Đối đối làm ly cũng ngon. Bỏ miếng đường vô chú. Bỏ miếng đường vô á. Đi. Chuyện nữa con kiếm cái cục cây con kê là để dành chắc nước cơm với đập đá rồi. Sữa này sữa của nhà nghèo nè. Rồi nay quên nên Thành nữa rồi. Anh em mới. Cảm gì thôi. Cảm gì thiếu rồi. Câu câu này con gãi nước cơm. Wow, đủ lâu câu đó hả? Dạ. Ê, hình như cái này, này hình như sáng con thấy cô Tư Đăng nè. Mẹ con đỏ đó. Ôi, mẹ đổ khéo quá này. Thư ơi. Con lấy dĩa sẵn. Nửa bên đây có tiệc gì nữa đám cưới Út Thành. Mẹ làm cưới chứ hai, mẹ làm. Cưới Út Thành, cưới chứ hai gì đang đặt mẹ làm mới được. Mẹ có coi clip không Thư? Dạ, mẹ coi mỗi ngày. Cô ơi, chừng nào lãm mất con có lấy chồng con đặt cô làm rau câu cho con nghe cô. Trời ơi, cái dĩa. Ê, ủa? Trời ơi, chắc mít lòng. Cái này sẵn hổ rồi đẻ liền nè. Cô, thôi, xin lỗi. Thư á, cô chú anh chị. Cô, như người ta đặt là cô mới làm hay sao em? Dạ đúng rồi, thường người ta đặt đám rồi. Cái mẹ mới đổ. Lấy tâm là đổ chứ nào cũng có cho á chứ. Mình cũng hy vọng là cô sẽ giống như sẽ đắt khách, có nhiều cô chú anh chị đặt ủng hộ cho cô để mà con cũng được ké luôn. Đổ chứ nào cũng có dư để đem qua cho á chứ. Cô đổ khéo dữ vậy. Lấy tâm đi con. Khéo ha. Lấy tâm đi cho mọi người. Ủa con ai rồi? Nếu mà đổ không khéo là nó bị tắt nước ra. Đúng rồi. Vậy tới đám anh hai con gì cô hai có được ké không? Có luôn. Thành đang tách cái lớp này ra cô chú anh chị. Mà tách nó không ra mẹ ơi. Khéo, này khéo. Nếu mà đổ là nếu mình đổ ấy là tách nó xích từ lớp tới lớp nha. Bữa đó nhà cô mẹ đi đáp nhà cô Bảy Dân nắng. Mượn mẹ cắt rau câu cái cắt lớp nào ra lớp nấy chứ. Cô nói tại đổ không khéo tôi cắt nó vậy chứ không phải để tôi cắt đâu ạ. Tại đổ con. Đổ quá trời khéo. Cái này là cà phê sữa ha. Kêu cắt mà nó con tách đi còn không ra nữa không ra. Cái này, cái này cũng ra. Có cái bí quyết nữa nè. Ôi tách không ra thiệt mẹ ơi. Thử đi. Xô thử miếng xô ơi. Thành còn ngủ. Ăn mời cả nhà nha. Đây. Cho ăn cho. Dạ. Cái này lá dứa hay gì Thư? Dạ, dạ, thơm mùi dứa. Mai mốt mẹ có đổ lá dứa mình có đám khủng khiếp kìa. Dạ. Cắt qua về bển cho mẹ đổ đi. Đám đó mà đổ
nhiều lắm em, biết nhiều luôn. Dạ. Mời cả nhà ăn rau câu nha. Rau câu này của mẹ bé Thư đổ, ai đặt thì mẹ bé Thư đổ để bán, mà bé Thư nó xách qua cho ai vậy? Cho gia đình mình. Con cấp cho thằng Quyến luôn là cô được. Ủa, cô anh mới đổ nè, em ăn đi. Thơm mùi đã dứa nức nở luôn á. Mình cũng tự thử mình cái. Ngon quá trời. Ngon, cái này cầm lòng không đậu luôn á. Chung đổ mình thấy nó khéo quá trời khéo. Khéo. Vừa ăn mà lại béo nữa. Như con nhớ cô đổ mẹ, cô có cái loại dừa gì á. Cô đổ không giống của mình. Vậy hả? Dạ. Tôi biết rồi, cho nó mọc dậy dừa hai dáng chút gì đó, cho như dừa trồng phóng dẹp vậy á. Cái này con xay, mẹ con để chung. Vậy sao? Mình dạ, có cái máy xay ha. Dạ. Mà nhầm đám người ta chịu, nhầm đám người ta không chịu. Cho nên là mẹ con đổ tùy theo người ta. Nhầm người ăn thì người ta nói là ăn có cái xác xác, dạ, người ta không rồi. Chịu. Không, nhưng mà nếu dừa nó đúng ngon á là nó không bị sát mẹ, nó mềm. Nếu dừa cứng quá mình nghĩ chắc nó bị sát. Nó chắc phải ăn cục nữa, hai cục cho nó đủ. Còn phải cà phê không? Rồi cô phải lá dứa. Thôi cái này béo quá. Béo. Đổ bán mà đổ gì là quá trời xuất sắc. Khéo. Chỗ cho quá. Khéo hơn nhà mình nữa. Chỗ cho quá ngon. Lo ăn rau câu hồi cái nồi cá kho mình nó mua nó cạn luôn có chứ anh vậy. Cá gì sạch sạch vậy mới ngon. Sạch sạch vậy mới ngon nè. Chắc được rồi, chắc con tắt đi. Bỏ hành chứ con, bỏ hành chứ con. Bỏ hành chứ. Mẹ có cái lú quá. Cái lú này tính ra lời lắm luôn rồi đó mẹ. Dễ ăn ha. Mà cái lú mình cũng lại, mà cái miệng chài mình mua hồi lúc trước cũng lại nữa. Lại. Lại hết rồi. Dư giống dư lại luôn. Vậy mới được chứ. Mình cho mình vô cái mình nhắc xuống. Cái quà này thấy ngon quá. Sô đi hai ớt rồi chứ. Vậy hả? Nãy có trái ớt. Có trái ớt mẹ làm gớt rồi. Con hả? Cho bé Thư dọn rồi. Mình cũng được luôn. Vậy giờ con cũng nhắc cơm xuống luôn. Một nồi cơm này ăn một xả luôn. Kệ đi nấu. Cơm của mình nấu không? Quá trời. Quá vậy. Mẹ sợ nhão mà nhà cũng nhão. Cũng nhão mẹ ơi. Tại mẹ chắc khéo á. Giờ múc canh này ăn cơm. Vậy góp mặt ăn cơm con ơi. Hủ qua hầm. Hủ qua hầm này là Tết rồi nha mẹ. Hủ qua hầm này là nhớ Tết. Dạ. Thường thường Tết người ta cổ truyền tay hầm hủ qua với thịt kho trứng. Khổ qua luôn. Tết hôm nay là cô Lo Nhãn hứa hẹn là sẽ nấu gói bánh, một nồi bánh tét. Một nồi bánh là siêu to khổng lồ. Bánh tét. Chợ canh để đón giao thừa phải không? Dạ. Chắc gói hẹn mấy mình gói á mẹ. Chắc mình gói trước. Bé Thư biết gói bánh không bé Thư? Em chưa thử. Chưa thử hả? Dạ, ở bên em đâu có chỗ đâu gói, em ở chợ mà. Đi qua đây gói nha. Dạ. Thằng nhỏ đi về ngủ bị say nắng á. Đâu ai thấy thằng Thành đó chạy. Anh đây. Ở đâu? Đâu rồi Thành? Cướp à. Về ngủ ăn hả? Hồi ăn sau nha. Ráng dậy ăn luôn con ơi. Ngủ giấc chưa nè, như bóng đè vậy mà. Nó bị say nắng rồi con. Vậy mình tranh thủ mình ăn chưa ơi. Mình ăn cơm chưa ơi. Mình làm phần của Thành nhỏ chưa ơi. Ủa quên, mình nhắc cơm cái mới được. Chứ Thành nhắc rồi đây nè mẹ. Xíu cho Thành nhỏ ăn sao với Thành, cô chú anh chị. Thành nhỏ với Thành bự, với Thành vừa ăn chung với nhau. Vậy chén này là vừa lại ốc nha. Thôi ăn đi. Ủa con lấy nước mắm này, nước mắm nào vậy Su? Dạ. Nước mắm này, nước mắm nào vậy? Mắm chai á. Hả? Mắm chai á. Nước mắm mấy chai bể nãy hả? Không, chai kia. Nước mắm chai sạch sạch đó phải không? Ờ, vậy là đúng rồi. Ê, sao bà cô thấy lạ cái màu thấy lạ kia nha. Bà nào chắc Su bà chế thêm gì. Đâu phải khó đâu mà. Ai chắc bà chế gì quá à. Chế nước mắm mà. Nói chai nước mắm gì. Nước mắm cô Kim cho thấy đậm đặc lắm. Thấy nước mắm nhỏ xíu rồi bà chế. Bà chế thì thử. Cắn ngón tay. Cắn tay hoài á. Cắn nghe nói bệnh nó Su. Cô chú anh chị vô bình luận á là kêu Su đừng có cắn ngón tay nữa. Cắn ngón tay là bị bệnh đó con. Không tốt. À. Bỏ đi con. Dư lại mình đi độc. Mình đi độc đi bắt thì Su cũng biết rồi. Bữa nay mình sẽ chịu trách nhiệm dọn đũa. Anh cũng mời
cô chú anh chị ăn cơm chung với gia đình Hạnh luôn nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm. Cho cũng mời cô chú anh chị dùng bữa luôn nha. Nhập tiền. Anh Hạnh ơi, lên ăn cơm nè. Mời Thành nhỏ ăn cơm. Sư nó ăn cơm, nó vắng Thành, nó buồn một chút, nó thức dậy nó ăn sao con. Rồi cho Thành nhỏ ăn chung với con này. Giờ tài gì nữa. Con đừng chay vô mặt. Thường giấc chưa, giấc chưa, chưa này, ngủ có cái bóng đè vậy mà. Nó chưa ngủ, ngủ say, nó nóng. Cái cào. Rồi bé Thư ăn xíu xíu. À con biết thiếu gì rồi. Thiếu gì con? Cơm. Nước cơm nữa, ế hôm qua quá. Nghe nước cơm cái ngóc đầu vậy kìa. Nhớ nước cơm mới ngóc đầu. Nhớ chưa nước cơm. Nhớ chưa nước cơm Trần Thành. Nhớ chưa nước cơm. Ngủ mà biểu nhớ chưa nước cơm cho nó. Ngủ mà nhớ nó thấy không. Ăn đi em. Dạ. Hôm qua mình cũng hầm mới tới rồi cô chú anh chị. Tại mình đi sớm giờ về cái hầm hôm qua thì cũng lâu nên là hơi đói bụng. Chứ hai nói giờ ăn đi chứ không có đại được nữa, nó bụng lắm rồi. Quá trời. Nói chứ chén nước cơm này mình ăn chừng 2 chén thôi, như trường hành. Gì chứ ở đây thì nước cơm mỗi ngày mỗi có. Ờ nước cơm này nhiều lắm chú ơi. Bao con ăn 6 chén ra. Con giờ 6 chén mỗi. Con giờ nhiều lắm, cũng thở 3 chén chứ. Chén này 4 chén này. Thế vậy chứ hôm qua vừa tới vậy ăn không? Mềm quá cũng ngon. Em thích rượu qua. Dạ không? Vậy ăn đi. Thích cay đắng hả? Hôm qua này không có đắng không đâu. Hôm qua đi rồi chả cá để anh ăn nhìn cho. Chứ hủ qua hầm là con phải ăn cái da không. Mà cái da phải cho thật là đắng. Vậy là út giống con rồi. Cái mình dầm nước mắm cho thật là cay hả Xuân? Dạ. Hủ qua mà con hầm mềm quá cũng cũng ngon. Đục quá nha. Làm mấy cục bự đi Xuân. Làm ngoài nhiều rồi. Con thích cái gì vậy? Thầy cái ruột ấy cứ hai ăn cho. Dạ. Còn hai trái nữa mình cắt mình bỏ vô cho xuống ăn. Không phải cái vỏ này. Mà Út Thành cũng vậy đó nè, Út Thành cũng thích ăn cái ruột. Ngóng. Giòn, ý lộn nó dẻo. Cái nồi cá kho này con cho 10 điểm nghe mà. Cá ngọt thấy ngon ha. Cá mà nãy đổ lúa là sống luôn. Nãy sao xấu vậy thôi. Phải nhiều là chiên chả. Tính ra mình nhờ cái lú này cứu hổm gài là cũng nhiều lần lắm rồi đó. Kèo. Con cá là có một con. Cái nước canh hôm qua không có đắng miếng nào. Dạ. Nước này vô tay ăn được luôn. Em là tối thật lắm đó. Ai mà chế én kỳ vậy. Chua. Đó phải giống vậy vậy. À đầy chén luôn rồi. Con ăn nửa chén à. Đâu có. Bớt con nửa chén nữa. Nhiều quá nóng chứ không phải gì. Cá lừa rồi. Cho Xu ăn cho mau lớn đó. Bỏ con nói nửa chén mà cô Thư. Nửa chén của cô Thư vậy đó. Hồi bữa ăn ngon với một chén đậy thì nó dung lên. Giờ sực lại còn nửa chén. Là nửa chén. Mẹ chan nước cơm không? Thôi mẹ chan nước canh hủ qua. Canh hủ qua ngon quá. Nước ngon không có đắng. Chan nước canh hủ qua ngon. Thằng nào còn nước chết. Lúc này mình đi đóng đập cá làm như nó hết hang rồi. Ít hang thế mà. Thấy người ta cũng thục nhiều quá Út Thành ơi. Lúc tại sớm mình đi ra đó, Thành ơi. Mình gặp một anh đi trước mình nữa. Ở quê mình á thì ai người ta cũng đi kiếm đồ ăn hết trơn con. Dạ. Kiếm cá kiếm đồ. Chừng nào hết có người ta mới mua. Nói chung đi kiếm vậy thì đỡ của chú chị. Đỡ tốn tiền. Buồn. Chén đó con chan vô nữa nó nở thành cái tô luôn á. Còn nóng mà chan nước cơm nữa là nó đặc sạch luôn. Chú khoái nước cơm dữ lắm luôn. Nó chan dĩ không đó. Nhưng mà cô Thư này chơi hơi kỳ với con rồi. Thương con á Thư. Biết sao mỗi bữa con ăn tới 5-6 chén rồi. Bữa nay ăn có 3 chén nhậm vậy. Cố gắng lên. Vượt lên chính mình. Làm hú qua nữa đi Chú. Hú qua nhóc chân nè. Bấm phanh nữa. Coi cá kho này cũng còn của chú anh chị. Ăn nhiều bị đau tử. Ừ, đã có thử. Hôm qua mấy chị em đi
mình gọt về cô chú anh chị cũng có ghé chợ Đại Ngãi, cái mình có mua được hai bó. Ủa, hai bó là cù nèo hay tai tượng chứ? Cuối cùng hình như là cù nèo đúng không mẹ? Tai tượng. Tai tượng. Tai tượng là bằng cái tượng. Cô chú anh chị vô bình luận nói lá tai tượng là nó tròn, còn cù nèo là cái lá cù nèo nó dài với nó nhọn. Dài, nó nhọn, đúng rồi. Nhọn, đúng mà. Đúng. Vậy là cái đó là tai tượng nhớ nha. Nhớ cái cù nèo nó dài mà nó nhọn, đúng rồi. Cô chú anh chị bình luận là tai tượng là nó tròn, cù nèo là nó dài với nó nhọn. Ừ. Lá nó nhọn. Mình cũng cảm ơn cô chú anh chị đã chỉ cho mấy chị em. Mình hỏi em, lúc đầu mình cũng không biết. Mình hỏi cô bán, cô trả lời cũng về vốn luôn, cuối cùng mình cũng không biết. Ủa, nó phải gì luôn. Ví dụ nó non rồi nó mọc, nó chưa có bung cái lá ra rồi nó ốp ốp ở trong rồi sao mình biết nó nhọn hay nó mập chạy, nó tròn chạy. Cái bông mẹ nói. Phân biệt cái bông. Đâu có bông đâu, đâu phải lúc nào. Không có bông á thì con phân biệt cái cọng. Cái cọng nó có cái cạnh mà cái cọng nó trắng. Dạ. Cái cọng nó trắng, còn cái tai tượng mình thì cái cọng nó xanh. Còn cái kia thì cái cọng nó không phải trắng mà cái cọng nó màu ngà ngà nhạt nhạt. Vàng vàng nha. Ừ. Chứ không phải vậy. Vậy là biết rồi đó. Tai tượng thì nó sẽ tròn như hôi. Cái tai tượng. Sao không? Mà sẽ có bắp. Hôm qua chị hay nói cái lá tai tượng là nó như cái tai tượng hả? Ờ. Như cái tai của con tượng. Cái bự cái tượng. Bự là ta kêu bằng tai tượng. Bây giờ thì gia đình Thành cũng dùng bữa xong rồi cô chú anh chị. Cái bụng nhỏ kéo. Bụng được hết chén cơm nữa hả Sô? Dạ. Hết mà còn thêm một miếng nước cơm nữa. Khô cổ quá. Sức này đó gán một chén cơm không có nhầm gì đâu. Dạ. Ừ. Sức này là sức ăn mà, sức ăn để lớn mà. Hồi đó bà cô bằng con gì bà cô ăn tô vậy. Chắc Thành cũng xin phép kết thúc video tại đây luôn cô chú anh chị. Thành cũng cảm ơn cô chú anh chị đã luôn ủng hộ và góp ý cho mấy chị em. Thì Thành cũng chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe luôn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo của Cù Lao Nhãn, cũng như là kênh mới của mấy chị em thì kênh Châu Thành Miền Tây. Giờ thì Thành xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.